Sữa Vinlax bé tăng cân cao lớn vượt trội. Vinlax. Ôi trời ơi trời. Em bé tụi mẹ giỏi thế, em bé uống sữa Vinlax mà em bé giỏi thế à? À. Sữa. Vinlax. Hello. Rồi, có sữa của con đâu? Đây à? Sữa. Con. Sữa con, sữa của con. Xin chào các bà mẹ bỉm sữa. Minh Thu ngày hôm nay rất là vui khi được ngồi đây chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc em bé của Minh Thu cho các bà mẹ bỉm sữa cùng biết. Đây là em bé Lê Đăng Phúc Nguyên nhà mình. Và hiện tại thì Phúc Nguyên đang được 20 tháng tuổi rồi, được 1 tuổi rưỡi rồi. Rất là trộm vía, thông minh mà nhanh nói, nhanh biết đi lắm ấy. Và mình muốn chia sẻ cho các bà mẹ rằng là lần đầu làm mẹ thì ai cũng bỡ ngỡ đúng không? Nhất là trong khoản lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho em bé nhà mình. Khi mới sinh thì ngoài việc cho con ăn bằng sữa mẹ ra thì mình cũng mong muốn tìm hiểu một sản phẩm nào đó, một dòng sữa bột nào đó cho con để có thể bổ sung song song cùng với cả sữa mẹ. Thì mình có tham gia vào những cái diễn đàn mẹ và bé. Phúc Nguyên ngồi đây nào. Mình đã tham gia diễn đàn mẹ và bé và cũng được các mẹ tư vấn rất nhiều. Và mình rất rất ấn tượng với bộ đôi sản phẩm sữa Vinlax và bột ăn dặm Vinlax. Đây là bộ đôi sản phẩm mà rất nhiều các bà mẹ bỉm sữa cũng như là các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Sữa Vinlax được nhập khẩu nguyên liệu hoàn toàn từ New Zealand, như mình tìm hiểu là như vậy. Và các mẹ cũng biết đấy, New Zealand là vùng đất rất nổi tiếng về ngành sữa. Và trên tay mình đây đang cầm sữa số 0 là dành cho bé từ 0 đến 12 tháng tuổi. Lúc mình mới sinh mình đã mua cho bé Phúc Nguyên nhà mình dùng thử hộp này 400g, hộp nhỏ thôi để xem bé có dùng thử, dùng nó hợp hay không này. Và đặc biệt là mình chỉ dám pha cho con 40-50ml sữa thôi để xem là con có thích sữa này hay không. Thì bất ngờ rằng là bé đã uống không còn một giọt nào cả. Thật sự là rất trộm vía và mình rất ưng sữa Vinlax này ngay từ lon đầu tiên rồi. Và trên tay mình tiếp theo, đây là sữa số 1 là dành cho những bé từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi. Hiện tại thì bé Phúc Nguyên nhà mình đang 20 tuổi. Trên tay mình đây là sữa số 1 dành cho những bé từ 6 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi. Như bé Phúc Nguyên nhà mình hiện tại đang 20 tháng là bé đang dùng đến số 1 rồi. Sữa Vinlax số 2 là dành cho những bé từ 3 đến 10 tuổi. Các bé có thể yên tâm khi lựa chọn sản phẩm, bởi vì bình thường mình như mình biết là các bé trên 3 tuổi là bắt đầu phải tìm một cái dòng sữa khác rồi, một cái hãng sữa khác rồi. Nhưng mà ở Vinlax là mình thấy rất là tốt khi mà đáp ứng luôn từ 3 đến 10 tuổi luôn, là bé từ 10 tuổi có thể uống sữa này tiếp theo luôn chứ không phải đi tìm một cái dòng sữa khác nữa. Mình muốn chia sẻ kinh nghiệm cho các bà mẹ, khi mà mình đi tìm một dòng sữa nào đó cho con thì hầu như mình thấy các mẹ đều phải quan tâm xem là hệ tiêu hóa con có tốt hay không này, uống sữa có bị táo bón không, có đi ngoài hay không. Thì ở sữa Vinlax này mình hoàn toàn có thể yên tâm và khẳng định với cả các mẹ là hệ tiêu hóa rất tốt khi dùng sữa này. Như bé Phúc Nguyên nhà mình bắt đầu từ khi dùng sữa Vinlax, trộm vía hoàn toàn là không bị tiêu chảy và cũng không bị táo bón luôn. Hệ tiêu hóa hoàn toàn ổn định. Chính vì vậy nên là mình cũng không đóng bỉm ban ngày cho bé để cho bé được thoải mái nhất có thể. Chính vì như vậy, mình không đóng bỉm ban ngày cho bé để cho bé thoải mái nhất có thể và chỉ đóng bỉm khi buổi tối đi ngủ thôi. Đâu, con lấy cái gì? Cái sữa của con đây. Ừ, cái gì? Thế mẹ lấy sữa cho con nhá. Nào, ăn sữa nào, nằm xuống nào. Sau 6 tháng nghỉ sinh thì mình phải quay trở lại với công việc, tiếp tục với công việc của mình. Nên là mình đã cho em bé Lê Đăng Phúc Nguyên của mình bắt đầu làm quen với cả bột ăn dặm. Bột ăn dặm Vinlax có một cái rất hay là đều có bột ngọt và có cả bột mặn nữa. Bột ngọt thì có những vị như gạo sữa này, bột yến mạch này. Còn mặn thì có những vị như là gà rau củ và heo cải bó xôi. Đều là những vị rất rất dễ ăn. Và mình đã cho con thử tất cả các loại để cho con có thể làm quen được nhiều vị hơn, nhiều những cái chất dinh dưỡng hơn. Như các mẹ cũng biết đấy, khi con bắt đầu ăn dặm là lại một mối lo lớn hơn, là phải tìm hiểu cho con những cái chế độ dinh dưỡng thế nào cho con phù hợp nhất, phát triển được toàn diện nhất. Và nhà sản xuất Vinlax cũng không ngoại trừ điều này. Nhà sản xuất Vinlax rất chú trọng đến nguồn dinh dưỡng vàng, đảm bảo sức khỏe cho con, nên tất cả các nguyên liệu đều được sản xuất đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng như lysine, canxi, omega 3, omega 6 và dầu cá nữa. Đó là những cái mà mình tìm hiểu rất kỹ trước khi quyết định cho con ăn dặm. Và bột ăn dặm Vinlax đều đáp ứng được những cái chất dinh dưỡng như thế nên là mình rất là yên tâm. Và trộm vía rằng khi mà mình cho con ăn thử những bữa ăn đầu tiên, cho con ăn bột ngọt, bột mặn của Vinlax
thì con đều ăn sạch và không để thừa một chút nào cả. Và bé nhà mình trộm ví ăn rất tốt nên một ngày mình cho con ăn 3 bữa. Sáng ăn này, trưa ăn và bữa chiều tối ăn nữa. Và ngoài ra còn ăn sữa của Vinlux nữa. Ok, ngon. Đấy, bé nhà mình ăn sữa Vinlux quen rồi từ khi mà sơ sinh đến bây giờ, nên là bé rất thích vị sữa Vinlux. Mình nghĩ rằng là với cái một chút kinh nghiệm của mình chia sẻ với các bà mẹ bỉm sữa ngày hôm nay sẽ giúp các mẹ bỉm sữa biết thêm được những kiến thức chăm sóc con này, biết thêm những cái sản phẩm của Vinlux tốt như thế nào để các mẹ có thể trải nghiệm cùng con. Và cuối cùng thì Minh Thu xin chúc các bé hay ăn chóng lớn này ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, và xin chúc các mẹ luôn lựa chọn sản phẩm Vinlux đồng hành cùng với cả bé nhà mình nhé. Xin chào. Vâng, xin chào các bạn nào. Bye bye.